tính năng trợ năng mới của Android cho phép người dùng điều khiển điện thoại bằng cách chuyển động trên khuôn mặt. Việc bắt buộc phải cải thiện việc sử dụng điện thoại thông minh cho những người có khả năng vận động hạn chế đã dẫn đến một số tính năng mới thực sự thú vị và hy vọng là hữu ích. Thứ 5, Google đã công bố mở rộng cài đặt trợ năng cũng như một ứng dụng mới cho phép mọi người điều hướng điện thoại của họ bằng cử chỉ khuôn mặt. Tính năng trong bộ hỗ trợ tiếp cận của Android được gọi là công tắc máy ảnh. Trước đây Google cho phép những người dùng không thể điều hướng điện thoại bằng màn hình cảm ứng kết nối thiết bị chuyển đổi thủ công cho phép họ cuộn và tròn. Bây giờ, công tắc mới là máy ảnh của điện thoại Android và khuôn mặt của một người. Người dùng có thể gán các cử chỉ trên khuôn mặt như nhìn sang trái hoặc phải, mỉm cười hoặc nhướng mày cho các chức năng như nhấc quay lại cuộn v.v. Máy ảnh của điện thoại sẽ có thể nhận dạng các cử chỉ và chuyển chúng thành hành động. Công tắc máy ảnh sẽ được tung ra cho điện thoại Android, không chỉ Pixel. Tính năng thứ hai yêu cầu tải xuống một ứng dụng nhưng có thêm ý tưởng điều khiển bằng cử chỉ ứng dụng Project Activate. Sẽ cho phép mọi người sử dụng điện thoại của họ để gửi các tin nhắn thông thường hoặc thực hiện các hành động hoặc thậm chí thay mặt họ bằng lời nói, bằng cách tùy chỉnh cử chỉ. Một ví dụ mà Google đưa ra là ứng dụng có thể được lập trình để thực hiện một cử chỉ như nhìn sang trái, gửi tin nhắn cho người trông coi có nội dung vui lòng đến đây. Google lưu ý rằng, dựa trên phản hồi từ người dùng và những người ủng hộ, việc cung cấp cho mọi người khả năng tùy chỉnh cả cử chỉ và hành động được thực hiện bởi điện thoại là rất quan trọng để các tính năng này trở nên hữu ích. Với tính năng điều khiển bằng cử chỉ, thật thú vị khi thấy cách giúp người khuyết tật điều hướng thế giới bằng điện thoại thông minh của họ thúc đẩy các kỹ sư tạo ra những sản phẩm sáng tạo và nói thẳng ra là cực hay theo ý của họ. Chia sẻ hữu ích nhé!